Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí thể thao số cuối cùng của năm 2014. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với những người thực hiện chương trình điểm lại những dấu ấn nổi bật của thể thao quốc gia và thể thao Hà Giang trong năm 2014. Phần điểm tin trong nước xin mời quý vị và các bạn đến với các tin nổi bật sau. Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 14. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tranh vé tham dự World Cup 2015 tại vòng chung kết ASEAN Cup. Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự AFF Cup 2014. Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn đến với các dấu ấn thể thao sau. Đoàn thể thao Hà Giang tại liên hoan qua các miền di sản, các tỉnh Việt Bắc. Hội thi tiếng hót chim Chờ Mào lần thứ nhất năm 2014. Lễ hội đua mảng huyện Bắc Mê lần thứ nhất năm 2014. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 tỉnh Hà Giang năm 2014. Cuối chương trình là trao đổi giữa phóng viên chương trình với đoàn thể thao Hà Giang vừa tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao thế giới được chờ đợi. Với thể thao Việt Nam, năm nay cũng có nhiều sự kiện quan trọng và được xem là năm bản lề để chúng ta có sự chuẩn bị tốt cho sân chơi ASEAN hay Olympic. Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN năm 2014. Kết thúc ASEAN 17, Việt Nam giành được tổng số 36 huy chương và đứng thứ 21 trong các đoàn tham dự ASEAN 17. Sau kỳ SEA Games, thành công với vị trí thứ 3, thể thao Việt Nam hướng tới năm 2014 với mục tiêu lớn hơn ở sân chơi châu lục. Trước khi tham dự ASEAN 17, đoàn thể thao Việt Nam đã đặt chỉ tiêu giành 2 đến 3 huy chương vàng. Tuy nhiên, mục tiêu đã không hoàn thành khi số huy chương vàng giành được chỉ có 1. Dù không hoàn thành ở chỉ tiêu, nhưng đây cũng là một con số đáng tự hào bởi ở nhiều môn thi, các vận động viên Việt Nam đã có được những kỷ lục đi vào lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tranh vé tham dự World Cup 2015 tại vòng chung kết ASEAN Cup. Việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào vòng chung kết ASEAN Cup đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một tham dự. Kết quả thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 34 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA vừa công bố thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giữ vị trí thứ 7 châu Á và xếp sau Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á. Như vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhường vé cho Thái Lan tham dự vòng World Cup 2015. Trong năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có hai nhiệm vụ quan trọng là tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2015 được tổ chức vào trung tuần tháng 4 và vòng loại thứ hai là FIFA Olympic sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự AFF Cup năm 2014. Sau kỳ SEA Games không thành công, bóng đá Việt Nam sẽ lại bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch khu vực và nhiệm vụ lần này dành cho các tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Kể từ khi đăng quang năm 2008, đội tuyển Việt Nam chưa một lần trở lại ngôi vương miện này AFF Cup. Sau những thất bại liên tiếp vừa qua của đội tuyển Việt Nam và U23, có lẽ rất khó để chúng ta đòi lại ngôi vô địch. Ngay cả lần này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, Việt Nam cùng Singapore là hai nước đồng đăng cai vòng bảng AFF Cup 2014. Sau gần một tháng tranh tài kết quả giải AFF Cup năm 2014, đội tuyển bóng đá Thái Lan giành ngôi vô địch, Malaysia giành ngôi Á quân, Việt Nam và Philippines đồng giải ba. Đến hẹn lại lên, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sẽ được tổ chức. Đây là ngày hội lớn nhất của thể thao Việt Nam. Sau 10 ngày tranh tài chính thức, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 đã khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức tại Cung Thể thao Nam Định. Với sự góp mặt của hơn 7.000 vận động viên thuộc 65 đơn vị tỉnh, thành, ngành, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 ghi nhận những thành công nhất định về mặt chuyên môn, đó là 57 kỷ lục quốc gia được xác lập, 158 kỷ lục đại hội bị phá, những tranh cãi, khiếu kiện xung quanh các cuộc thi đấu được hạn chế tối đa.
Với 223 huy chương vàng, 118 huy chương bạc, 137 huy chương đồng, đoàn thể thao Hà Nội xếp đầu bảng tổng sắp huy chương. Tiếp đó là các đoàn thành phố Hồ Chí Minh, 150 huy chương vàng, 103 huy chương bạc, 104 huy chương đồng. Quân đội, 106 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 251 huy chương đồng. Thanh Hóa, Hải Phòng, An Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Công an và Cần Thơ. Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ được bàn giao cho tỉnh An Giang, đơn vị đăng cai Đại hội thể dục thể thao lần 8 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Hà Giang tham gia thi đấu thể thao trong chương trình du lịch qua những miền di sản lần thứ 6 tại tỉnh Thái Nguyên. Đoàn vận động viên tham gia chương trình có 22 người, gồm cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên với 4 môn thi đấu là tung còn, đẩy gậy, kéo co và quần vợt. Kết quả, môn đẩy gậy đạt 2 giải nhì và 6 giải ba, môn tung còn đạt giải nhì đôi nữ, giải ba đôi nam, giải ba đơn nam, môn quần vợt đạt giải nhì đôi nam, môn kéo co không có giải. Các vận động viên tiêu biểu là Lục Thị Hiện, Nguyễn Thị Vinh, Đỗ Xuân Trung và Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ chim cảnh tỉnh Hà Giang được thành lập từ tháng 5 năm 2012. Sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ chim cảnh tỉnh Hà Giang đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho những người đam mê môn trọi chim này. Tham gia hội thi có 124 chú chim chào mào được các nghệ nhân, người nuôi chim, chăm sóc và chơi chim cảnh đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang và từ các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội đưa về thi đấu. Các chú chim sẽ phải trải qua 8 vòng thi. Thông qua hội thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, văn minh, giúp các nghệ nhân có cơ hội giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm cũng như thỏa mãn niềm đam mê, thú chơi chim cảnh nói chung và chim chào mào nói riêng. Qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đẩy mạnh phong trào chơi chim cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, huyện Bắc Mê đã tổ chức lễ hội đua mảng trên sông Gâm lần thứ nhất. Đây là lễ hội được đông đảo nhân dân, các dân tộc huyện Bắc Mê và tỉnh Hà Giang nhiệt tình hưởng ứng. Tham gia lễ hội đua mảng có 23 đội với tổng số 115 vận động viên, đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn. Với chiều dài đường đua là 1.200m, ban tổ chức đã chia ra thành 4 mảng để thi đấu vòng loại, sau đó chọn ra 2 đội nhất, 2 đội nhì vào thi đấu vòng tiếp theo. Ở vòng chung kết có 8 đội đua tranh tài qua 4 vòng, cũng cự ly 1.200m. Lễ hội đua mảng huyện Bắc Mê là một môn thể thao nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao nhằm cụ thể hóa nghị quyết Trung năm khóa 8 của Đảng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một hoạt động tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp trong lao động sản xuất, sử dụng mảng truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao, mặt khác còn góp phần tuyên truyền cho người dân đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo tại khu vực lòng hồ thủy điện sông Gâm, Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, cấp huyện được tổ chức trong năm 2013 thành công, Đại hội Thể thao cấp tỉnh lần thứ 7 năm 2014 đã được tổ chức vào cuối quý 1 năm 2014. Để tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7, đã có 168 xã phường thị trấn và 11 huyện thành phố tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, đảm bảo đủ nội dung, đúng quy trình, quy định an toàn hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong 3 ngày diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh, có sự tham gia của 722 vận động viên ở tất cả 10 môn thi đấu. Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7 được tổ chức quy mô lớn hơn so với Đại hội lần thứ 6. Trong khuôn khổ đại hội, 722 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn, trong đó có 4 môn thể thao dân tộc là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và chạy cá kheo, và 6 môn thể thao hiện đại bao gồm việt giã, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh. Các đoàn tham gia các môn thi với một khí thế quyết tâm, nêu cao tinh thần giao lưu học hỏi để giành được các chỉ tiêu huy chương đã đề ra.
qua các trận đấu ở các môn cũng là cơ hội để các vận động viên cọ sát và trưởng thành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân rèn luyện thể thao khỏe để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, từng bước nâng cao chất lượng các môn thi đấu của đại hội. Kết quả, ban tổ chức đại hội đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Quang Bình với tổng số 66 huy chương gồm 34 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Giải nhì toàn đoàn cho huyện Vị Xuyên với tổng số 74 huy chương gồm 25 vàng, 14 bạc và 35 huy chương đồng. Giải ba toàn đoàn thuộc về huyện Bắc Quang với tổng số 54 huy chương gồm 18 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đặc biệt tại đại hội này, ở một số môn thi đấu đã có nhiều thành tích của các vận động viên vượt xa so với đại hội lần thứ 6 năm 2009. Điều đó đã phản ánh thực lực và sự quan tâm đầu tư cho phòng thể dục thể thao quần chúng ở các địa phương ngày càng được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, Đại hội Thể dục Thể thao các cấp đã thành công tốt đẹp. Đoàn Thể thao Hà Giang tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 cũng đã gặt hái được những thành tích nhất định. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đoàn vận động viên thể thao Hà Giang đạt thành tích cao tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục thể thao số trước thì chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ với các huấn luyện viên, các vận động viên trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Và chắc hẳn quý vị cũng như tôi cũng đang chờ kết quả và những cái thành tích của đoàn Hà Giang đạt được là gì. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với đoàn sau đại hội vừa trở về ạ. Anh có thể cho biết về cái kết quả của đoàn Hà Giang tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Thì tổng số vận động viên của tỉnh Hà Giang tham gia với Đại hội Thể thao Toàn quốc lần này là 38 vận động viên, trong đó có 4 môn là võ pencastilat, môn bóng ném, môn ủ su và môn vật. Thì kết quả cuối cùng của đoàn Hà Giang tham dự với đại hội thì đạt được 1 huy chương vàng và 4 huy chương đồng và xếp thứ 51 trên 65 tỉnh thành ngành tham dự đại hội thể thao lần này và đứng thứ 9 trong số 20 các tỉnh miền núi tham gia đại hội thể thao toàn quốc lần này. Có thể nói đây là một cái thành tích vượt bậc so với những năm trước. Những kỳ đại hội trước mà tỉnh Hà Giang tham dự là lần đầu tiên đã có huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Thưa anh, với tư cách là một huấn luyện viên thì anh có thể cho biết để có được một cái thành tích như vậy thì thầy trò đã có một cái sự cố gắng nỗ lực như thế nào trước khi bước vào các cái trận đấu ạ? Trước khi thi đấu tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc thì bộ môn bóng ném của tỉnh Hà Giang cũng tham gia vào hai nội dung và kết quả đạt được hai giải ba. Thì là cái sự chuẩn bị của thầy và trò đều rất gấp rút và khẩn trương, dồn tất cả lực lượng tập luyện cũng như là tinh thần để mang thành tích về cho tỉnh. Và cái hai cái huy chương đồng vừa rồi nó cũng phản ánh đúng cái kết quả thực lực của đội, vì là các em còn rất là trẻ so với lại cái tuổi thi đấu giải vô địch. Thế nhưng bằng cái sự quyết tâm, ý chí thì các em đã vươn lên đứng vị giành vị trí thứ ba sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn anh. Còn em được biết em đã đạt được một cái thành tích rất là cao, đó là huy chương vàng ở môn ủ su phải không? Vâng. Em có thể cho biết là cái cảm xúc của mình. Em thấy chỉ là lúc đấy em tranh được vàng, lúc đấy em chỉ muốn nhảy lên và ôn thầy lúc đấy trước khi em xuống đài đấy. Ở trong thời gian tập em đã cố gắng, em xuống đội tuyển tập cọ sát với các anh trên đội tuyển. Phải nói là nếu mà một người ở ngoài nhìn vào thấy sợ. Em đã vừa tập vừa khóc trong cái thời gian em tập luyện, tập huấn ở dưới Hà Nội. Lúc em cầm được cái huy chương vàng ở tay em cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng. Cảm ơn em. Thế còn em đã đạt thành tích gì? Em đạt thành huy chương đồng. Để có được cái thành tích đấy thì em đã có cái sự cố gắng phấn đấu như thế nào? Nhờ sự giúp đỡ của thầy và các bạn trong đội thì em cũng cố gắng nỗ lực tập luyện và do sự chỉ dẫn của thầy nữa. Nên là em đạt được thành tích ngày hôm nay thì em cũng rất là vui mừng. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một hơi buồn một chút vì chưa được lại đạt thành tích cao cho lắm. Thì em trong giải đại hội sắp tới thì em sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù thiếu thốn về cơ sở vật chất như số trước chúng ta cũng đã gặp gỡ và trao đổi với lại thầy trò huấn luyện viên. Tuy nhiên, kết quả của đoàn đạt được có thể nói là cả một sự cố gắng và đoàn kết của tập thể, của cả đoàn. Chúng ta sẽ cùng chúc cho đoàn thể thao của Hà Giang sẽ ngày càng tiến bộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí thể thao số tháng cuối năm, năm 2014 xin được tạm dừng tại đây. Thay mặt cho những người làm chương trình, Ngọc Quang xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm, theo dõi và góp ý cho chương trình trong năm qua. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc khán giả và những người làm thể thao Hà Giang sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của năm mới 2015.